Giàu mà không học là giàu tạm thời. Nghèo mà không học là nghèo bền vững. Cuộc sống của bạn có đi lên hay không, tất cả nằm ở những cuốn sách bạn đọc và những người bạn gặp. Nếu bạn không thiết kế kế hoạch sống của riêng bạn, rất có thể bạn rơi vào kế hoạch của người khác. Bạn tiến về phía tôi một bước, tôi sẽ tiến về phía bạn một bước. Bạn tiến về phía ước mơ một bước, ước mơ sẽ tiến về phía bạn một bước. Đừng ước rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, hãy ước bạn tài giỏi hơn. Đừng ước rằng bạn sẽ có ít rắc rối trong cuộc sống, hãy ước là có nhiều kỹ năng hơn. Đừng ước cuộc sống của bạn có ít thử thách, hãy ước bạn khôn ngoan hơn. Để hấp dẫn những mẫu người hấp dẫn, bạn phải là một người hấp dẫn. Để hấp dẫn những người có sức mạnh, bạn phải là một người có sức mạnh. Để hấp dẫn những người trung thành, bạn phải là một người trung thành. Thay vì tìm kiếm những người như thế, hãy thay đổi chính bản thân mình rồi bạn sẽ hấp dẫn họ. Hãy chọn hành động, đừng chọn nghỉ ngơi. Chọn sự thật, đừng chọn ảo tưởng. Chọn một nụ cười, đừng chọn một cái nhíu mày. Chọn tình yêu, đừng chọn thù hận. Cho những điều tốt đẹp trong mọi việc và chọn thời cơ cũng như cơ hội để làm việc.